Khi Từ Linh Tuyết tỉnh lại và phát hiện mình nằm trên một chiếc giường xa lạ, Dương Hữu và Trần Mẫn đang ngồi trên sofa uống trà nói chuyện. Tất nhiên vẻ mặt cả hai đều không dễ coi cho lắm. Tuy quan hệ giữa Dương Hữu và Trần Diễn không tệ, nhưng đứa con gái của lão khiến Dương Hữu hết sức khó chịu. Thực ra điều này cũng rất dễ hiểu, bởi vì Dương Hữu và Trần Mẫn cùng thích một cô gái, chỉ có điều cách thể hiện khác nhau mà thôi. Ta ngủ bao lâu rồi? Thượng Linh Tuyết dụi mắt hỏi. Khoảng 3 tiếng đồng hồ. Thấy nàng tỉnh lại, Trần Bẩn bèn đứng dậy, bước đến ngồi bên giường. Đây vốn là chuyện Dương Hữu định làm, nhưng bị cô nàng bóp chết trong không khí. Này, người sáng tới chi vậy? Bây giờ quấy tỉnh rồi, người để bọn ta nói chuyện với nhau được không nào? Dương Hữu trợn mắt, khuôn mặt như viết một câu bực bội lên trên đó. Ta cứ ngồi đây, không được à? Trong Trần Bẩn cũng hết sức hung hăng. Dương Hữu không ngừng chửi thầm trong lòng. Cái thứ đồng tính nhà ngươi phá hoại chuyện tốt của ta. Cái thứ đồng tính nhà ngươi phá hoại chuyện tốt của ta. Mẫn tỷ tỷ à, ra ngoài đi. Cứ yên tâm, Dương Hữu có thể ăn hết ta sao? Thường Linh Tuyết cười nói. Ta không yên tâm khi nhìn thấy hắn. Được rồi, cứ yên tâm mà đi đi. Khi cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Dương Hữu và Thượng Linh Tuyết. Bọn họ bốn mắt nhìn nhau. Một người cười hơi xấu hổ, một người thì vẫn mang vẻ vô côn. Im lặng một lúc lâu, hình như hai người đều không muốn mở miệng. Cuối cùng Thượng Linh Tuyết vẫn là người hỏi trước. Đúng rồi, đây là đâu vậy? Còn nữa, quần áo của ta do ai thay vậy? Đây là khách sạn MGM Grand. Ta đã trả phòng bên Treasure Island giúp ngươi rồi. Quần áo đương nhiên là do ta thay giùm, từng cái một. Dương Hữu tỏ ra đắc ý, cười gian ác. Thực ra là do Mẫn tỷ tỷ thay cho ta phải không nào? Mặt của Dương Hữu hơi cứng lại. Nói bậy là ta chứ. Khi lừa người khác, trong bộ dạng của ngươi thật ngốc đó. Nàng cười, càng vui vẻ hơn. Phải rồi, cho dù lật tẩy được ta, thì ngươi cũng đừng quá đắc ý. Nói tới chuyện chính, sao ngươi lại đồng ý gả cho có thằng lai căng đó vậy? Ngươi nói vậy khó nghe quá à? À, coi bộ tình cảm giữa các ngươi rất sâu đậm thì phải. Hắn chết rồi mà ngươi còn nỡ cố giúp cho hắn được chứ. Cái gì? Castilian chết rồi sao? Chẳng lẽ ngươi... Ngươi đừng có giác dạng lên mặt mình vậy chứ. Hắn chết do bệnh tim, nó không chừng bị cô dâu hụ chết đó. Dương Hữu không thể nói ma quỷ dưới địa ngục tới đây để bắt linh hồn của hắn đi được, cho nên đành dùng cách nói chính thức. Bộ dạng khen tu của người cũng thật ngốc đó. Nàng vẫn cười, không hề tức giận chút nào cả. Nè, ngươi chưa trả lời câu hỏi của ta. Dương Hữu không biết nói gì cả, chỉ đành tiếp tục đề tài cũ. Cái này... Người về nước hỏi cha ta đi, Quỳ Cốc Tử. Dương Hữu ngẩn ra, danh hiệu của hắn trong giới săn quỷ hình như đã bị bại lộ. Ngươi gọi ta là gì? Đừng có giả ngốc nữa, ta đã biết chuyện của ngươi rồi, bây giờ không còn gì bí mật nữa đâu. Thượng Linh Tuyết vẫn cười hì hì, nhưng mà Dương Hữu lại cảm thấy không rét mà run. Không có gì bí mật, sao có thể chứ? Chẳng lẽ ngươi cũng biết những lời ta nói với Tôn Tiểu Tranh sao? Dương Hữu nhanh chóng phủ định cách nghĩ này, nếu không thì người quá trớn trước sẽ là hắn. Dương Hữu, không nói đến lý do ta làm vậy, ngươi, trong lòng ngươi có hận ta chút nào không vậy? Thượng Linh Tuyết hỏi dò. Tất nhiên ta không hận ngươi rồi, cho dù ngươi làm gì thì ta cũng sẽ không hận ngươi đâu. Dương Hữu nói ngay mà không cần suy nghĩ. Thượng Linh Tuyết nghe vậy thì ấm ức định trả lời. Nào ngờ hắn lại nói tiếp. Nhưng mà... Dương Hữu ghé sát mặt Thượng Linh Tuyết làm bộ hung bạo. Nhưng mà điều đó không có nghĩa ngươi không trả giá cho hành động của mình.
Hả? Thượng Linh Tuyết cũng đưa mặt về phía trước, mặt nàng gần như sắp dán lên mặt Diên Hữu. Ngươi muốn làm gì ta? Diên Hữu thấy nàng ép đến, thuận thế rụt cổ lại. Khi thế vừa rồi biến đâu mất tâm, hắn cảm thấy tim mình vừa ngừng đập một giây, hoặc thậm chí là mấy giây. Hôm nay muộn rồi, để hôm khác xử lý ngươi. Nói xong câu đó, hắn liền chuồn ra khỏi phòng. Ở phía sau, Thượng Linh Tuyết vẫn nhìn ra cửa, mỉm cười. Đồ ngốc. Diên Hữu xông ra khỏi phòng, hắn tựa lưng vào tường rồi thở hồng hộc, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm. Tiểu yêu tinh này, sao trước đây ta không thấy nàng như vậy chứ? Hay, thế giới này á có rất nhiều kiểu người thích tỏ vẻ. Không ngờ người lại tỏ vẻ giàu kinh nghiệm đấy chứ. À, Diên Hữu bị câu nói bất ngờ này dọa dậy dựng lên. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Miêu Gia đang đứng ngay bên cạnh. Sao người lại ở đây vậy? Đương nhiên là để nghe lén rồi. Nè nè, ngươi đừng có tỏ ra ngay thẳng được không vậy? Miêu Gia thở dài. Con người ngươi ngu xuẩn đến cực điểm. Nàng hỏi, ngươi muốn làm gì ta? Thì ngươi lại chạy ra. Bi kịch, đúng là bi kịch mà. Diên Hữu trai trẻ chính khí ngất trời. Nè, ta không phải là một người tùy tiện đâu nha. Trai tân vốn không phải là người tùy tiện. Ừ. Lúc này trong một căn phòng khác. Thằng em ngu ngốc của ta ơi, không ngờ ngươi lại đi thật xa để tìm gặp ta. Người anh đây thấy cảm động quá đó. Người nói chuyện là Tề Trị, nhìn có vẻ nhỏ hơn Miêu Gia vài tuổi. Hắn ăn mặc hết sức màu mè, để tóc đuôi gà, trong bộ dạng rất giống mấy gã tham gia đội nhảy dù Elvis Presley. Ta biết người không có hứng thú với chuyện săn quỷ, nhưng đây là mệnh lệnh trong nhà. Cha hy vọng người về để cùng đối phó với nguy cơ triệu ma trận. Khuôn mặt của Tệ Băng vẫn lạnh như băng sương. Tiểu Băng ơi là Tiểu Băng, ngươi càng lúc á càng giống lão già cổ hủ đó rồi. Đến cách nói chuyện cũng y chang. Xem ra tương lai của ngươi sẽ tiền đồ vô lượng đó. Một ghế trong thập điện Diêm Vương chắc chắn sẽ là của ngươi. Ngươi rời nhà khi ta còn nhỏ, có thể lúc đó ta vẫn chưa hiểu chuyện. Nhưng mà mãi tới hôm nay, ta vẫn không hiểu rõ tại sao ngươi lại phải làm người bình thường với tài năng như vậy. Tề Trị không cười nữa. Ngươi không hiểu được đâu, bởi vì ngươi quá ngốc, ngốc tới mức hạnh phúc. Ta muốn nghe chính miệng ngươi nói ra lý do, có được không? Tề Trị thở dài một tiếng. Đơn giản lắm, là do ta hoàn toàn không thích làm chuyện này. Ta rất ích kỷ, ta không muốn giúp đỡ kẻ yếu. Từ nhỏ tới lớn, chuyện ta hận nhất chính là tăng cường linh thức, rèn luyện năng lực linh hồn và học đạo thuật Phật Kinh. Những thứ này đều do lão già ép ta, cho nên lão cũng là người mà ta hận nhất. Tề Băng lần đầu biết chuyện này, trong lòng rất giật mình. Nhưng ngươi là thiên tài mà. Buồn cười, vì ta có thiên phú tiêu diệt linh hồn nên bắt buộc ta trở thành người săn quỷ sao? Vậy nếu ta có thiên phú giết người thì có nên trở thành kẻ giết người hàng loạt hay không? Ta chỉ muốn làm người bình thường thôi, chỉ như vậy thôi, cho nên ta làm một cuộc giao dịch với lão già đó. Nếu ta lấy được vị trí quán quân cho cuộc thi đánh giá linh mới thì lão phải cho ta rời khỏi, sau đó không được can thiệp vào cuộc đời của ta nữa. Vậy mà chuyện cuối cùng lão muốn ta làm là để người đời biết nhà họ Tề của lão đã xuất hiện một cao thủ. Chính điều này lão lấy đi 17 năm cuộc đời của ta và ép ta phải làm chuyện ta không muốn làm. Đến lúc này Tề Băng đã hiểu ra tất cả. Hắn hiểu vì sao lúc nhỏ trên mặt anh trai chỉ có nụ cười giả dối, vì sao anh ấy không hề tỏ ra vui vẻ. Mà bây giờ, lão già đó lại muốn gọi ta về sao? Về để làm gì? Tiếp tục làm công cụ cho lão sao? Đứa em ngu ngốc của ta, ngươi mới là đứa con duy nhất của lão. Ngươi giống lão hơn ta nhiều, lão già đó cũng thích ngươi hơn vì lý tưởng của ngươi giống lão. Điều này có thể làm trạng trở nhà họ Tề. Tề Băng đứng dậy. Ta nghĩ mình không nên đến tìm ngươi. Nè, ta cho rằng chúng ta không cần gặp lại nữa đâu.
Tề Trị vẫn ngồi đó, không hề có ý định tìm hắn. Tề Băng mở cửa, sau đó quay đầu nói một câu cuối cùng. Anh à, bất kể là người bình thường hay là người sơn quỷ, thì ngươi đều là tấm gương của ta. Trước đây là vậy, sau này cũng như vậy. Khi Dương Hữu đi một chuyến đến Mỹ, có hai người đã lâu chưa lộ mặt xuất hiện ở thành phố S. Lúc này bộ dạng Khương Nho nhếch nhác như người say. Dư An ở bên cạnh trông vẫn đa mưu túc trí. Còn 3 ngày, nhưng chiến lực tập kết thiếu thốn rất nhiều. Tiền bối cứ yên tâm, tối 17 tháng 2 sẽ không thiếu một ai. Đến lúc đó, chúng ta sẽ thay đổi được vận mệnh. Ngày hôm sau, bọn người Dương Hữu về nước. Ở sân bay, Trần Mẫn trịnh trọng cảnh báo Dương Hữu không được ức hiếp Linh Tuyết muội muội. Trả lời nàng chỉ có một tiếng cắt. Khi máy bay đáp xuống thành phố S đã là buổi chiều ngày 16 tháng 2. Cả bọn không hề biết những mạch nước ngầm trong thành phố này đang tuôn trào mãnh liệt. Vừa xuống máy bay, Dương Hữu không ngừng lại mà lập tức tìm gặp cha vợ tương lai của mình. Đúng hơn là chỉ có mỗi mình hắn cho rằng đó là cha vợ tương lai của hắn. Có 4 câu để hình dung người vợ lý tưởng trong lòng đàn ông. Tài sản trong nhà hơn 100 triệu, dung mạo xinh đẹp không ai bằng, tính tình dịu dàng và hiền hậu, cha vợ ung thư giai đoạn cuối. 4 câu này đủ cho thấy thanh niên hiện nay rất sợ gặp người lớn bên nhà gái. Tất nhiên Dương Hữu nằm trong số đó. Nhưng cho dù hắn cảm thấy không tự nhiên thì vẫn phải đi gặp, bởi vì nghi vấn trong lòng hắn quá nhiều. Đây là lần đầu hắn làm khách tại nhà thượng Linh Tuyết, nên thần kinh căng thẳng vô cùng. Vừa bứt rứt, không yên ngồi trên ghế sofa, hắn vừa uống trà đợi cho vợ đại gia quang lâm. Khi thượng chị Quốc bước vào phòng khách, Dương Hữu càng căng thẳng hơn nữa. Dáng vẻ nghiêm túc của cha vợ khiến hắn nhớ đến ông anh bình đẳng Dương của mình, và thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Trước mặt người đàn ông như vậy, cho dù Dương Hữu là người thực vật thì giỏi lắm là một người thực vật toàn thân khô cứng mà thôi. Thưa bác. Dương Hữu đứng dậy, tay chân đặt đầu cũng không được tự nhiên. Hắn mới chào hỏi thì đối phương đã vội ngắt lời. Dương Hữu có phải không? Nói thẳng nghe, ta hy vọng ngươi có thể rời khỏi con gái của ta. Vừa nói, Thượng Diệp Quốc vừa ngồi xuống phía đối diện Dương Hữu. Mọi cử động của lão luôn tuân theo tác phong của người lính, mạnh mẽ, dứt khoát và càng vững vàng như núi Thái Sơn. Gương mặt của Dương Hữu như sa sầm lại. Nếu lão đã không nể mặt, thì ta đây cũng không cần lấy lòng chi nữa. Ta có thể hỏi nguyên nhân được hay không vậy? Đương nhiên, vì suy nghĩ cho an toàn của nó. Chuyện ngươi làm quá là nguy hiểm, rất có thể sẽ liên lụy tới người thân. Ta cho rằng ngươi không đủ năng lực bảo vệ con gái của ta. Cho dù có, thì ta cũng không mạo hiểm như vậy. Chỉ mấy câu ngắn ngủi đã khiến Dương Hữu không thể đáp lời. Trầm tư giây lát, hắn nói. Ngươi cũng nói vậy để thuyết phục Thượng Linh Tuyết lấy chồng phải không? Thượng Gia Quốc hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, ngươi phải chịu trách nhiệm. Bởi vì ta muốn con gái ta rời xa ngươi, khiến ngươi hết hy vọng. Cho dù nó không hạnh phúc, thì ít ra vẫn không khiến kẻ bạc đầu này tiễn người tóc xanh. Nhưng mà ta lại không ngờ nó lại một lòng theo cả côn đồ Dương ngươi. Thế là ta đưa ra điều kiện. Chỉ cần ngươi có cách khiến đám cưới không thành, thì ta sẽ không ép nó nữa. Sắc mặt của Dương Hữu càng lúc càng khó coi. Vậy e rằng lúc này ngươi rất bực mình rồi. Bởi vì ngươi không thể nào ngờ một gã côn đồ bình thường lại có thể đuổi tới Las Vegas để ngăn cản đám cưới. Bị nói trúng, ánh mắt Thượng Vệ Quốc trở nên lạnh lùng như mũi dao. Chuyện xảy đến đây cho thấy người có dũng liếng để đắc ý đó. Đã vậy còn âm thầm giết chết Castilian. Tại sao một thanh niên hơn 20 tuổi, thân thể khỏe mạnh như vậy lại đột ngột phát bệnh tim chứ? Ta thấy đó là do chuyện tốt của người và bạn bè của người thôi.
Nếu mà ta nói hắn không phải bị con người giết, ngươi có tin không? Ta tin hay không không quan trọng, ta chỉ không muốn một ngày nào đó con gái của ta cũng sẽ chết như vậy. Dương Hữu không giải thích gì thêm. Thứ khó thay đổi nhất trên thế giới này là suy nghĩ của người khác. Nhiều khi bạn nói trách miệng thì vẫn không thể thay đổi được. Không cần nhiều lời nữa, ta nghĩ số tiền này chắc đủ rồi. Thượng Gia Quốc lấy tập chi phiếu ra rồi viết vào đó. Bên trên tờ chi phiếu xuất hiện rất nhiều số 0. Dương Hữu không phải thằng ngốc nên hiểu được ý đồ của đối phương. Thượng Gia Quốc viết chi phiếu xong thì liền quẳng trên bàn trước mặt Dương Hữu. Đừng gặp mặt con gái ta nữa. Số tiền này là của người. Bây giờ Thượng Linh Tuyết đang áp tay vào cửa để nghe lén. Tim nàng đã lên tới cổ họng. Nàng sợ Dương Hữu nhận chi phiếu thì cả hai sẽ kết thúc, mãi mãi kết thúc. Dương Hữu cầm chi phiếu lên, Thượng Gia Quốc cười lạnh. Vậy mới là người thông minh. Nhưng Dương Hữu chỉ nhìn thoáng qua rồi nói. Ngươi có biết tờ giấy này dùng để làm gì không? Vấn đề này thật là ngớ ngẩn. Số tiền lớn như thế này thì dùng làm gì mà chẳng được. Xong nửa câu sau lại vô cùng mạnh mẽ. Ngươi có thể dùng nó để chùi đích. Thượng Linh Tuyết suýt bật cười thành tiếng. Nàng vội vàng che miệng thật chặt. Đầu của Thượng Giải Quốc nổi đầy gân xanh. Hai mắt nhìn chăm chăm Dương Hữu. Lần đầu gặp mặt mà cả hai đã dương cung bạc kiếm như thế này, hoàn toàn nói những lời khó nghe. Cơ bộ hai bên đều chạm tới giới hạn của đối phương. Tình trạng này không thể nào trở mặt được nữa, bởi vì họ không hề nể mặt đối phương ngay từ lúc bắt đầu. Người biết thái độ của người rất thiếu trách nhiệm với bản thân và giới sinh mạng của con gái ta hay không? Vậy người có biết ép duyên là chuyện của xã hội xưa nay không? Hai người đứng song song nhìn nhau, mắt to trừng mắt nhỏ, bằng lĩnh giết người bằng mắt đạt tới cực hạn. Xong, cả hai dường như không hề đụng đậy chút nào cả. Cho dù ngươi là người bình thường, thì ta cũng không thể để con gái ta quay lại với một gã côn đồ như ngươi. Sau này, ta sẽ kể cho cháu ngoại ngươi nghe những lời trên như một chuyện nực cười. Ngươi tin, ta cho ngươi bốc hơi khỏi thế giới này ngay ngày mai không? Còn ngươi có tin ta cho ngươi bốc hơi khỏi thế giới này ngay lúc này không? Cuộc đối thoại đã rơi vào tình huống gay go nhất, đó chính là đe dọa lẫn nhau. Thôi thôi, hai người xuống đi, có gì từ từ nói. Thượng Linh Tuyết đẩy cửa, nàng cảm thấy nếu không đứng ra giảng hòa thì hai chị này sẽ đánh nhau mất thôi. Dương Hữu và Thượng Giải Quốc hừ lạnh cùng một lúc, sau đó ngồi xuống. Tiểu Tuyết à, ngươi coi coi, cái người mà ngươi tìm về trông giống thứ gì? Với điều kiện của ngươi thì tìm người nào mà chẳng được, sao cứ phải tìm một đứa bất dạy vậy chứ? Dương Hữu hung hăng bắt chéo chân, sau đó xoay cổ và tay khiến xương cốt kêu rơm rớp. Dáng vẻ của hắn như muốn thị quy, ý nói rằng, ngươi chưa thấy hết sự mất dạy của ta đâu. Thượng Linh Tuyết thoáng nhìn Dương Hữu rồi ưỡn ngực ngẩng đầu nói với cha. Ta biết hắn đi học thích ngủ, đi thi thì quay trộm, lại thích khoe khoang, đôi lúc á thì trông rất ngu ngốc. Hắn không chỉ hiếu sắc mà có sắc tâm nhưng không có sắc đảm, trên người không có đồng nào, cha mẹ đều mất, ngoại trừ ở trường thì chỉ có quán bar, lúc trước từng làm việc ở sòng bạc, những thứ này ta đều biết cả. Dương Hữu suýt ngã bò ra đất, trong lòng than khổ. Vậy đây trời, người đánh giá khách quan hoàn toàn chuẩn xác luôn, không lẽ định mượn đà đá ta luôn hả? Ta biết ở cùng hắn rất nguy hiểm, thậm chí là có thể mất mạng. Thượng Gia Quốc nhìn Dương Hữu, ánh mắt như muốn nói. Người thấy mình còn hy vọng không, nhóc con? Nhưng ta không quan tâm. Nói xong, nàng liền ra khỏi phòng mà không hề quay đầu lại. Quy lực của câu nói này quá lớn, không những giúp Dương Hữu khởi tử hồi sinh mà còn khiến Thượng Gia Quốc á khẩu. Dương Hữu cười lớn 3 tiếng rồi đứng dậy, vỗ vai lão Thượng. Cha vợ à, bây giờ không còn sớm nữa. Hôm nay á con về trước nên không cần giữ lại dùng cơm đâu ha. Ai là cha vợ của ngươi? Thượng Gia Quốc thuận thế dùng dậy,
sự nhẫn nại của lão đã đến giới hạn, có bộ định đập Dương Hữu một trận rồi nói tiếp. Giọng điệu và thái độ của Dương Hữu đáng bị đòn nên hắn cũng chạy trốn mất nhanh. Đang độ đắc ý, hắn trở về quán rượu Miêu Cha. Dù sao thì quan hệ với cha chợ đã gay gắt rồi nên hắn không thèm nghĩ đến nữa. Với lại, hắn đâu có yêu lão già đó. Gay gắt thì gay gắt chứ sao. Dương Hữu nghĩ vậy, lập tức đẩy cửa bước vào. Nào ngờ vừa bước vào quán rượu Hắc Miêu thì bị dọa đến mức phải bước ra. Hắn lắc đầu, dụi mắt rồi lại đẩy cửa bước vào. Sau khi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn chửi thầm một câu tục tiểu. 5 phút sau, Dương Hữu ngồi bên quầy rượu. Nè, định làm trò gì vậy? Tụ tập phi pháp hả? Miêu Cha uống cạn một ly. Triệu ma trận từ bí mật trở thành công khai. Khương Nho và lão hồ ly Tống Đế Dương đều cùng xuất hiện cùng lúc. Sau đó công khai thời điểm triệu ma trận xuất hiện. Khi nghe đến đây, ta lập tức nghĩ cách đi tìm người đó để xác nhận. Theo tình báo hắn cung cấp thì thời gian hoàn toàn chính xác. Trận quyết chiến diễn ra vào ngày mai. Vậy địa điểm ở đâu? Tất nhiên là thành phố S. Tất cả những thứ này vốn đã bắt đầu từ 6 năm trước. Thí nghiệm virus linh thể làm trụy tim luôn được diễn ra ở đây. Mật độ nhân khẩu ở thành phố S cũng cao nhất, nên sẽ dễ dàng tìm ra 10 dạng mạng người để tế sống. Cho nên, những người này đều tới đây giúp đỡ à? Đây chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Hiện chiến lực cả nước đang đổ về. Khi đến nơi thì số người săn quỷ sẽ vượt quá 2.000. Bấy nhiêu thì vẫn chưa tính tới những người biên giới không rõ lập trường. Riêng tập điện Diêm Dương sẽ tập kết đầy đủ. Bộ muốn chiến tranh sao? Rốt cuộc thì mặt lính lợi hại đến mức nào vậy? Đó là một trong 3 thế lực lớn của âm dương giới. 5 đường chủ mặt lĩnh đều là quái vật. Chuyện này ta đã đích thân lĩnh giáo. Ngoài ra thì dưới trướng họ còn có hơn 3 dạng hồn ma. Toàn bộ đều sở hữu năng lực linh hồn. Một nửa trong đó linh thể hợp nhất. Nè, hay là chúng ta qua Mỹ lần nữa đi. 8 năm, 10 năm sau hãy quay trở lại. Thôi đi, ngươi đừng có nói nhảm nữa. Tuy ban đầu bọn chúng không thể tập trung nhiều, nhưng mà vẫn đủ sức cho 1/10 binh lực xuyên qua cửa chuyển giới. Đến khi mà triệu ma trận hoàn thành, thì chúng ta sẽ phải đối mặt với không chỉ những đối thủ như là mặt lĩnh thôi đâu. Ngày 17 tháng 2, 9 giờ tối. Lúc này thành phố S phồn hoa, trông như một thành phố ma, không có đèn đóm, không có âm thanh ồn ào, chỉ có sự vắng lặng dưới ánh trăng và chiến ý đã đạt mức hễ chạm vào là bùng nổ. Dương Hữu đang đứng đợi trong gió lạnh. Nè, cảm giác áp bức đó là gì vậy? Còn nữa, sao trong thành phố không có người nào hết trơn vậy? Miêu Cha ngáp một cái. Đây là một kỳ cảnh, đại quỷ cảnh. Là thứ gì? Có nhớ buổi tối người nhận được phục ma thiên không? Cho dù không phải hồn ma mạnh mẽ, nhưng quỷ cảnh và bách quỷ chế tạo đủ lớn tới mức bất thường rồi. Yết hầu của Dương Hữu chạy lên chạy xuống. Thì ra là vậy. Cũng có nghĩa là bây giờ có mấy ngàn quan hồn mạnh mẽ chế tạo ra quỷ cảnh bao trùm thành phố này sao? Miêu Cha liếm đôi môi để bị gió thổi khô. Đây không phải do bọn chúng cố ý làm. Thực ra vì số lượng quá nhiều nên không muốn tạo ra tình huống này cũng khó. Mà chuyện này đối với chúng ta là một chuyện tốt. Cho dù đánh tới nghiêng trời lệch đất thì vẫn không thể ảnh hưởng gì đến thành phố. Chỉ có điều phải đánh thắng mới được. Vậy nếu lỡ đánh không thắng thì sao? Vậy thì ngày mai mặt trời không còn mọc lên thành phố S nữa. Một khi mà chúng ta không thắng, bọn chúng sẽ xông ra khỏi quỷ cảnh để gieo rắc virus linh thể. Người bình thường không thể tránh khỏi và cũng không có cách nào trị liệu. Đến lúc đó, triệu ma trận sẽ được phát động. Âm dương giới và nhân gian không còn bị ngăn cách nữa. Cho dù dùng vũ khí hạt nhân, vẫn không thể đối phó với hồn ma. Việc toàn thế giới bị chiếm chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng mà ta chưa hiểu rõ lắm. Người đã nói mặt lĩnh không hoàn thành đủ điều kiện phát động triệu ma trận. Vậy tại sao bọn chúng lại hành động chứ? Không có ngươi và Đoạn Phi, nhưng bọn chúng vẫn tốn nhiều thời gian và nâng lực để mở cửa chuyển giới, đồng thời mang phần lớn binh lực tấn công nhân gian. Điều này chứng tỏ bọn chúng đã có kế hoạch B, hoặc là bọn chúng đã tìm được vật thay thế. Từ sáng sớm hôm nay,
tâm thần Thượng Linh Tuyết không có lúc nào yên cả, cứ như là có chuyện lớn sắp xảy ra. Nàng nhiều lần gọi điện thoại cho Dương Hữu, nhưng không ai bắt máy. Cho nên, nàng đã quyết định rời khỏi nhà trong đêm để đến một nơi mà lần đầu mới tới. Nơi đó là số 13 đường Đông Phương. 10 giờ đêm, nhiều nhóm săn quỷ đã phân tán khắp các nơi trong thành phố. Họ chuẩn bị nghênh đón những cửa chuyện giới không đâu không có. Trung tâm thành phố phản ứng linh lực mạnh nhất, đây chắc chắn là nơi tấn công chủ lực của đối phương. Nơi đó đã tập kết khoảng 500 người săn quỷ. Số người săn quỷ ở đây vượt xa bất cứ nơi nào trong thành phố S. Ngoại trừ Dương Hữu, Miêu Cha và Khương Do thấy trước tương lai, còn có 9 người trong thập điện Diêm Dương. Tần Quảng Dương, Phượt Thiên Gia Cát Tham, Sở Giang Chương, Đoạn Linh Giả Thủy Ánh Giao, Tống Đế Dương, Nhân Gian Vô Lục Dư An, Ngũ Quang Dương, Quyết Liệm Lữ Bình, Diêm La Dương, Thần Hạ Thủy Dân Cô, Biện Thành Dương, Chích Đồ Tất Hiếu Nghĩa, Thái Sơn Dương, Đoạn Cửu Thiên Đổng Quà, Bình Đẳng Dương, Nhân Hải Lục Tranh, Chuyển Luân Dương, Vô Sầu Tiết Linh. Ngoại trừ Đô Thị Dương Quảng Du không rõ tung tích, tất cả những diêm dương khác đều có mặt đầy đủ. Họ gần như là tồn tại không thể chiến thắng và cũng là sức chiến đấu mạnh nhất của giới săn quỷ. Cuối cùng, trên không trung xuất hiện một khe nứt không gian đỏ sẫm, sau đó mở rộng ra bốn phía như một tấm gương bị đập nát, dở toang và biến thành những mảnh vụn hư vô. Đại quân U Minh đã đến. Bầu trời trở nên đỏ sẫm như máu che phủ. Ở âm dương giới, nơi mặt trăng và mặt trời cùng phát sáng, luôn có cảnh tượng này. Mà trong chớp mắt, khi hàng loạt cửa chuyển giới mở ra, cảnh sắc ở đây cũng xuất hiện ở nhân gian. Dư An điều tra từ lâu nên biết lần này mặt lĩnh đã chuẩn bị sung túc, hơn nữa lão lần đầu nhìn thấy nhà tiên tri Khương Do. Khi Khương Do rời khỏi nhà cách đây không lâu, hắn dự kiến mặt lĩnh sẽ phái người đến nhà nên đã gửi một lá thư không tên. Hắn biết khi Dư An tới nơi thì chắc chắn sẽ chú ý đến phong thư bị trả lại. Nhị Nguyệt Thập Thức, Quyết Mạc Tế Thiên, Tỷ Vật Độc Tuyệt, Dạng Quỷ Xuất Quyên. Cảnh tượng của hai câu đầu đã xuất hiện trước mắt mọi người như miêu tả, còn quan cảnh hai câu sau chỉ có Khương Nho từng thấy ở trong mộng. Tuy Dư An đã hỏi Khương Nho nhưng người này không thể nói ra bởi vì thần không cho phép hắn làm vậy. Khương Nho đưa lời tiên đoán cho Dư An vì mục đích cho biết thời gian cụ thể. Còn bản thân hắn thì lợi dụng thời gian có hạn để chuẩn bị rất nhiều chuyện quan trọng. Mãi tới mấy ngày trước, Khương Nho không ai tìm thấy, chủ động tìm Dư An cũng không ai tìm thấy, để nói về một đại kế nghịch thiên cải mệnh. Dư An, mới đó mà chúng ta đã gặp lại rồi. Chung Thanh Dương, tóc trắng, trâu dài, hắn đứng trên không trung. Hàng trăm hàng ngàn hồn ma sau lưng hắn cuồn cuộn tuôn ra khỏi cửa chuyện giới. Lão Phu cung kính chờ đợi ở đây đã lâu. Cung kính chờ đợi đã lâu sao? Đức cười. Bất kể ngươi tìm bao nhiêu người chờ đợi thì cũng như tự tìm cái chết mà thôi. Hưu chết về tay ai thì hãy xem kết quả sau cùng đi. Nói xong, Dư An ép tới trước mặt Chung Thanh Dương. Hai người đứng trên không trung, nhưng mà cảm giác áp bức to lớn khiến mọi người phải lùi ra mấy trăm mét xung quanh họ. Dương Hữu cảm thấy mình như nến tàn trong gió, đối mặt với hàng ngàn gã mỗi lúc một hung dữ. Linh lực tuôn trào như sóng biển, cứ ngỡ hắn đứng ở đó rồi sẽ bị một con sóng đập chết. Ngươi sợ à? Miêu Cha cười hỏi. Ta rất bình tĩnh. Vậy thì cẩn thận, ta thấy người quen nên tạm thời không thể chú ý ngươi. Miêu Cha nói xong thì liền biến mất tại chỗ. Dương Hữu lau mồ hôi lạnh. Hơ, biết vậy từ đầu đã không hy vọng vào ngươi rồi. Phù Dương lão đệ, bốn đại cha tới đây để trả lại mũi tên thù. Cưu Gió giác quả kích la lớn. Hắn dẫn đầu một nhóm hồn ma xuất hiện ở một nơi khác trong thành phố, vừa khéo gặp phải nhóm của Di Trì, Đoạn Phi và Ninh Phong. Ninh Thiên Đức bước lên nghênh đón. Ngươi có phải là đường chủ đệ ngũ đường của mặt lĩnh không? Không sai,
chính là bốn đại gia Phiên Giang, Long, Cừu, Vũ. Đã vậy thì không thể để người gây phiền phức với dạng bối trước mặt ta rồi. Để ta xem, ngươi có bản lĩnh đó hay không, Ninh Thiền Đức. Hình như bắt đầu rồi. Bộ xương cô và thằng bé lại xuất hiện ở một nơi cách chiến trường không xa. Thằng quỷ nhỏ, lần này ngươi cảm thấy bên nào sẽ thắng? Ấy, trước khi đến ta cảm thấy phần thắng của mặt lĩnh lớn hơn một chút. Chỉ có điều bây giờ tình huống không giống vậy nữa rồi. Đứa bé trai tỏ vẻ thần bí. Nói vậy thì ngươi vừa nghe thấy chuyện gì nên đã thay đổi cách nghĩ sao? Phải, lần này thì hay rồi. Có thêm hai nhân vật kinh khủng nữa. Bất kể bọn họ gia nhập bên nào đều sẽ khiến cho trận chiến này nhanh chóng kết thúc. Ngươi là ai? Chủ thượng đừng sợ hãi, tôi cả đến để đón ngài. Hồng Vũ nói năng với thái độ hết sức cung kính. Nhưng mà điều đó không làm Thượng Linh Tuyết bớt sợ hãi. Ngươi là ai? Ta không nhận ra ngươi. Chủ thượng, sau khi ngài chuyển sinh thì tất cả ký ức đều đã ngủ say. Chỉ cần tổng đường chủ giải phóng ấn cho ngài thì ký ức của ngài sẽ trở lại. Xin hãy đi theo thuộc hạ. Ta không biết ngươi đang nói gì cả. Thượng Linh Tuyết muốn chạy nhưng không rõ nàng đã bước vào quỷ cảnh từ lúc nào. Mà nàng nào biết quỷ cảnh là gì, chỉ thấy xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Hơn nữa càng đi đến trung tâm thành phố thì càng cảm thấy áp lực hơn. Nàng đi mãi cho đến khi một cô gái mặc sườn xám, đeo mặt nạ màu trắng đột ngột xuất hiện và nói những lời khó hiểu với mình. Vậy thì thuộc hạ đành phải đắc tội rồi. Hồng Vũ biến mất trong mắt Thượng Linh Tuyết. Người kia chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, kế đến liền mất đi tri giác. Trích Diêm Phù Đồ. Cùng tiếng quát lớn của Tất Hiếu Nghĩa, một bảo tháp cao 100 mét từ trên trời rơi xuống. Chỉ có điều nó không phải là linh lung bảo tháp của Lý Tịnh, mà là lợi khí giết người được làm từ dung nham nóng chảy. Bảo tháp này xoay tròn về phía đám quỷ. Những hồn ma chưa đạt linh thể hợp nhất, chỉ cần đụng vào thì sẽ bị đốt cháy và sau cùng hét thảm rồi biến thành một đống tro tàn. Lão Tất chịu bỏ sức dữ hèn. Lúc này Gia Cát Tham tỏ ra khá thông thả. Nếu mà chúng ta không khởi động cơn cốt thì lão dư sẽ không chui đâu. Lục Tranh đến bên cạnh tiếp lời. Vậy thì ra tay đi. Gia Cát Tham dùng tay áo một cái. Thiên địa phược chỉ. Khóe miệng Lục Tranh nở một nụ cười hiếm hoi. Dạng nhận dược hải. Hai người này đồng thời xuất chiêu. Linh lực tràn trề như cơn lốc cuốn đến. Những hồn ma thực lực kha khá cũng nhìn ra manh mối nên cố gắng trổ tài chạy trốn. Chỉ là phạm vi của chiêu này quá lớn. Hồn ma trong phạm vi 1 cây số bắt đầu ngã từ trên không xuống. Ngoại trừ một bộ phận có thể kiên trì ở lại trên không, số khác đều rơi thẳng xuống đất. Bọn này không thể cử động do bị một sức hút lớn tới mức không thể hình dung kéo xuống, y hệt như là Tôn Ngộ Không. Không cẩn thận mà chạm vào công tắc trọng lực gấp 100 lần vậy. Nếu mà bọn chúng chỉ bị sức hút to lớn của thiên địa phược chỉ ép xuống đất thì chưa đến mức thân tử hồn diệt ngay lập tức. Nhưng tiếp đó còn có một chiêu không dễ chịu đang đợi chúng. Mũi dao tinh thể màu hổ phách chui ra khỏi mặt đất như là măng sau mưa. Số lượng càng lúc càng nhiều, ly chi lít chích đầy mặt đất. Hồn ba rơi xuống đất lập tức bị dạng lưỡi dao xuyên qua người, tình cảnh thảm thiết không thôi. Trong lúc những hồn ma chưa rơi xuống và rơi xuống chậm cảm thấy may mắn, những lưỡi dao kia nhanh chóng mọc dài ra rồi khuếch mạnh mẽ như tế bào ung thư. Chỉ chớp mắt, một ngọn núi kiềm trôi ra khỏi mặt đất, trên đó điểm xuyết vô số thi thể nát vụn. Dương Hữu chém giết từng hồn ma bằng thanh kiếm ngắn màu đen. Hắn chỉ đi dạo bên ngoài cuộc chiến, sau đó tìm một số hồn ma hết sức yếu ớt để xuống tay. Bây giờ thấy kỳ cảnh ghê gớm được hai vị Phược Thiên Nhân Hải chế tạo, mặt mũi hắn cò rúm lại. Thiệt tình, với hiệu suất này thì cho dù 3 dạng cũng không sợ giết không hết. Dương Hữu, có người vỗ dậy hắn. Ai vậy? Dương Hữu hoảng hốt nhảy lùi lại một bước, sau đó rút kiếm định chém. Cương Nho trợn mắt. Dương Hữu, ta sắp rơi vào trạng thái yếu ớt, nên ngươi phải phụ trách việc bảo vệ ta.
Nè, ngươi biết Nê Bồ Tát Sang Sung là gì không vậy? Khương Nho cắt lời. Chuyện này rất quan trọng, xin nhờ ngươi. Diên Hữu bất lực. Được, được rồi, ta sẽ cố gắng hết sức. Rõ ràng sắc mặt của Khương Nho kém hẳn, cứ như người bệnh hết cách cứu chữa đang phải chịu đựng sự đau khổ mà người khác không thể tưởng tượng được. Lúc này trong lòng hắn cầu khẩn. Diên Hữu à, nếu ta có thay đổi vận mệnh thì ngươi có thể sống sót. Ngươi chắc chắn phải sống sót đó. Cùng lúc đó, hai chị em nhà họ Thủy thêm Miêu Gia đến một nơi khác trong thành phố. Chu Nhị đường chủ, Thẩm Tứ đường chủ, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, có thể nói là nghe danh không bằng gặp mặt. Miêu Gia chào hỏi ngọt xớt. Ngươi bao nhiêu tuổi mà dám ra mặt khiêu chiến, để hai thập điện Diêm Vương đằng sau nói chuyện với ta. Tuy thực lực của Chu Tồn Hằng không tới đâu, nhưng mà sự kiêu ngạo của người này không hề thua kém Chung Thanh Dương. Thủy dẫn cô bước lên một bước. Không ngờ người dám nói chuyện như vậy với anh rể của ta. Bình tĩnh nào. Chúng ta không đến đây để gây sự. Miêu Gia ngăn hắn lại. Xem ra thập điện Diêm Vương đến thế là cùng, không dám đấu với ta một trận. Chu Tồn Hằng đắc ý cười to. Quả là đúng với câu thượng bất chính, hạ tắc loạn. Mấy trăm hùng ma đi theo hắn đa số là thủ hạ thân tín, vậy cũng là cao thủ vỗ mông ngựa đệ nhất. Kẻ chủ thực lực tầm thường, bọn chúng cũng ở đó cười nói ầm ĩ, nào biết mình cách hồn phi phách tán không xa. Hôm nay ta đến đây chủ yếu để xem coi một hùng ma linh thể hợp nhất thuộc loại mạnh mẽ có chết bởi một chiêu trong tình huống không phòng bị hay không. Miêu Gia cười đắc ý, nụ cười của Chu Tồn Hằng cứng lại trên mặt. Vào thời khắc cuối cùng, có thể hiểu điều gì đó từ câu nói này. Nói có thể là vì đầu hắn đã rời khỏi thân thể. Sự im lặng chết chóc phủ xuống, đến Thủy Ánh Dao cũng không tin vào cảnh tượng trước mắt của mình. Những hồn ma của mặt lĩnh càng không dám tin. Tứ đường chủ, người. Không biết ai trung trảy nói ra câu này. Không hiểu sao. Giọng nói như bị mắc xương cá giằng lên. Người đó gỡ mặt nạ của mình ra. Một khuôn mặt rửa nát xuất hiện trước mặt mọi người. Kể đó khuôn mặt bắt đầu biến dạng thành một người khác. Chất giọng cũng rõ ràng hơn. Ta không phải họ Thẩm. Và không phải quỷ. Ta là Diêm Dương. Đến bắt hồn phách của các ngươi đây. Đô Thị Dương. Bây giờ Quang Du mới là người đắc ý nhất ở đây. Kiếp sống đầm dùng của hắn cuối cùng cũng kết thúc. Nhiệm vụ như an giao cho hắn khiến hắn mệt, ngất ngư. Phải sống cuộc sống nửa người nửa quỷ mấy năm nay. Không lâu sau, khi Miêu Gia biết tin tức trưởng ma trận từ chỗ Gia Cát Tham, hắn chủ động liên hệ với Miêu Gia để truyền tin tức liên quan tới triệu ma trận và tình hình nội bộ của mặt lĩnh. Mà giờ khắc này, hắn đã ra đòn chí mạng nên không cần phải che giấu thân phận nữa. Bây giờ, việc hắn phải làm nằm trong khâu khiến người ta sảng khoái nhất. Đó là sau khi bắn lén một phát sau lưng thì nói một câu. Xin lỗi, ta là kẻ nằm dùng. Yên tâm đi, ta đã nói chúng ta không đến đây để đánh nhau. Miêu Gia nhìn những khuôn mặt hoảng sợ xen lẫn khó tin rồi nói. Khi cả bọn cho rằng bốn vị này nổi lòng từ bi, hạ thủ lưu tình, Miêu Gia lại nói. Đây không phải là đánh nhau, mà là đồ sát. Tổng đi trường, xem ra ngươi đã già rồi, thiên tư là thứ có hạn, giới hạn của ngươi chỉ đến vậy thôi. Trừ phi ngươi trở thành quỷ, bằng không thì không thể nào thắng ta đâu. Chung Thanh Dương đã chiếm thượng phong trong thế trận tấn công và phòng thủ trước Dự An. Dự An không nói lời gì, lão mưu lược hơn người và thực lực đứng hàng số 1, số 2 trong thập điện Diêm Dương, nhưng vẫn chỉ là người, mà con người thì sẽ có giới hạn của mình. Đó là điều được định đoạt từ khi sinh ra. Chính vì như thế, linh thức của lão không thể nào đạt đến đỉnh cao, cũng như không thể thắng Chung Thanh Dương đã tu luyện trăm năm ở âm dương giới. Những thập điện Diêm Dương khác đang rơi vào trận chiến gây co. Tuy người săn quỷ không ít, nhưng hồn ma đông hơn cả. Cho dù thập điện Diêm Dương một lần có thể giết rất nhiều người, khổ nỗi người khác chưa chắc đã làm được. Thậm chí, một số nhân vật lợi hại có thể giết một đống người săn quỷ, khiến cho nhiều người săn quỷ còn lại phải quan tâm bảo vệ đồng đội bị thương. Thành ra, chênh lệch về chiến lược vẫn rất lớn.
Cho dù ở đây người chiếm thượng phong, nhưng binh lực của những đường chủ khác thua xa người. Chờ bọn chúng bị đánh phá từng cái một, thì ngươi sẽ bại khi những người săn quỷ khác tụ tập. Hơn nữa, triệu ma trận mà ngươi theo đuổi không thể nào hoàn thành được đâu. Trung Thanh Dương cười to. Chu Tồn Hằng chỉ là một con chó mà thôi. Ta cho hắn làm gì đường chủ? Vì con chó này rất nghe lời. Một con chó nghe lời vẫn tốt hơn là một con sói không nghe lời. Cưu Vũ là một con sói không nghe lời. Hắn và Chu Tồn Hằng đều là những con cờ có thể dứt bỏ bất cứ lúc nào. Còn cái gã họ Thẩm kia, ta hoàn toàn không tin tưởng hắn, nên hắn cũng là một kẻ có thể bị bất cứ ai thay thế. Ta chỉ có thể dựa dẫm vào Hồng Vũ, nhưng nàng không hề tham gia vào đại đội tiến công. E rằng nàng đã làm xong nhiệm vụ quan trọng nhất rồi. Cho nên không chỉ có thể ngăn cản mặt lĩnh của bọn ta. Mặt lĩnh là thế lực mạnh nhất trong ba thế lực lớn ở âm dương giới. Hãy mau chuẩn bị nghênh đón thời khắc di vua đến dân gian. Đinh Thiên Đức, người lợi hại lắm. Cư Vũ ôm ngực, phun một ngụm máu tươi. Như nhau cả thôi. Sắc mặt của Ninh Thiên Đức trông không tốt hơn bao nhiêu. Cũng như cậu nóng lạnh tự biết, trong lòng của hắn cũng hiểu Cư Vũ hết sức lợi hại, hơn nữa còn giữ lại chứ không dốc hết sức như mình. Chà, hình như là không đúng. Hắn đang kéo dài thời gian. Đột phi nhận ra đầu tiên, hắn chém gục hồn ma trước mặt, như một tên khác nhanh chóng ập vào. Cư Vũ cười lạnh một tiếng. Bị ngươi nhìn thấu rồi, nhóc con. Vậy thì bốn đại gia cũng không thèm che giấu nữa. Không sai, nhiệm vụ của ta là cố hết sức dây dưa với nhiều người săn quỷ trước khi nhận được tín hiệu. Vậy bây giờ các người muốn gì? Cùng lên hay sao? Thực ra thì cả bọn Đoạn Phi muốn lên lắm chứ. Khôi nổi thực lực của mấy trăm hồn ma không thua kém mấy trăm người săn quỷ, nên bọn họ vẫn lâm vào hoàn cảnh xấu, rất khó bức trạ dây công đại tướng của đối phương. Cầu Vũ, chúng ta vẫn chưa phân thắng bại. Đinh Thiên Đức lại bước lên trước, tụ tập linh lực vào lòng bàn tay, sau đó quát lớn để sử dụng sát chiêu mạnh nhất của thiên chưởng là Ngũ Chỉ Sơn. Bàn tay khổng lồ ép xuống Cầu Vũ, tất cả hồn ma trên đường đi đều bị chấn nát. Mà tốc độ của chiêu này cũng không chậm, cho dù Cầu Vũ vội vàng lui lại khi xuất chiêu thì vẫn khó mà tránh được. Long Du Thiển Thủy. Cầu Vũ đột nhiên xoay người, thân hình biến mất tại chỗ. Chỉ sau khi Ngũ Chỉ Sơn lướt qua chỗ của hắn, hắn lại xoay về và xuất hiện ngay tại chỗ. Bốn đại gia có thể di chuyển tới không gian thứ hai trong thời gian ngắn, trừ phi người dùng sấm sét đánh xuống phạm vi lớn như thằng nhóc Phù Dương. Không thì đừng nghĩ đến chuyện gây tổn thương cho ta. Chưa chắc đâu. Một giọng nói chán chường truyền tới từ phía sau Cựu Vũ. Mồ hôi lạnh bắt đầu chạy xuống gò má hắn. Một giây này rất dài. Ít ra đối với Cựu Vũ là như vậy. Bốn lưỡi dao phẫu thuật đỏ thẫm xuyên qua vai trái của hắn. Nếu không phải hắn kịp thời phản ứng thì có thể quả tim đã bị đâm nát trong khoảnh khắc. Biểu gia có đúng không? Không ngờ ngươi lại dùng minh động. Cựu Vũ cố gắng chống đỡ thân thể, sau đó tạo thế bằng quả kích. Ngươi sử dụng thủ đoạn tránh né có liên quan tới không gian, mặc dù thời gian chuẩn bị ngắn ngủi nhưng vẫn phải có. Chỉ cần tốc độ gần với tia chớp thì bất cứ kế công kích gì cũng có hiệu quả. Sợ ý quá. Tuy chiến trường đầy hỗn loạn, nhưng mà người như ngươi tới gần ta mà ta không chú ý, xem ra bổn đại gia sắp ngã xuống rồi. Cư Vũ rất điên cuồng, nhưng hắn biết thực thế của mình không thể cùng đối kháng với Biêu Gia và Ninh Thiên Đức. Chỉ cần hắn chết, những hồn ma khác sẽ đại loạn và tất nhiên toàn quân sẽ bị diệt. Ngươi mang thủ hạ đi đi, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nói xong, Biêu Gia quả thực thu dao phẫu thuật lại. Người nói gì vậy? Sao có thể tự ý ra quyết định như vậy? Đây là thả hổ về rừng. Ninh Thiên Đức lập tức trống lên. Gần đây, ngươi và Cừu Vũ bị thương nên đều không ở trạng thái tốt nhất. Ta thấy ngày khác lại phân thắng bại là được rồi. Hôm nay cứ vậy đi. Miêu Cha cao giọng nói.
Kế đó, hắn kể đến thì thầm bên tai Đinh Thiên Đức. Đây là ý của Đô Thị Dương. Cừu vũ còn hữu dụng. Sau chuyện đây, ta sẽ giải thích chi tiết cho ngươi biết. Hiểu chưa? Bổn đại gia sẽ không cảm ơn ngươi đâu. Sau này gặp lại. Bậy đâu? Mời rút lui theo ta. Cừu vũ nói xong thì liền mở cửa chuyện giới. Đám thủ hạ cũng nối đuôi nhau mà vào. Nhìn vết nứt không gian biến mất trong tầm mắt, nên Thiên Đức nói với Miêu Gia. Hy vọng người không hối hận. Người không hiểu sao? Cừu vũ đã nhượng bộ rồi. Mục đích của hắn là kéo dài thời gian, nên ở chiến trường chính hắn đã có âm mưu nào đó mà chúng ta không biết được. Điều chúng ta cần làm lúc này là quay về ngăn cản sự quy hiếp đó. Bây giờ ta sẽ đến chỗ Vũ Thúc và Tề Băng để giúp họ giải quyết trận chiến. Các ngươi trở về chiến trường chính trước đi. Phải nhanh lên, ta có dự cảm không tốt rồi. Có thể một kế hoạch đáng sợ hơn triệu ma trận đang được chuẩn bị đó. Một chỗ khác trong thành phố S, Hồng Vũ cổng Tự Linh Tuyết đến gần chiến trường chính. Chỉ cần nàng hoàn thành sứ mạng thì mặt lĩnh sẽ đứng ở thế thất bại. Nhưng có một người ngoài ý muốn xuất hiện. Lẽ ra người này không thể xuất hiện ở đây, cũng không thể nào xuất hiện ở bất cứ nơi nào khác. Hồng Vũ nghĩ như thế, vẫn không hiểu vì sao hành tung của mình đã ẩn giấu hết sức hoàn mỹ mà vẫn bị phát hiện. Ngươi là ai? Hồng Vũ không nhận ra người trẻ tuổi trước mặt, thậm chí không phân biệt rõ hắn là người hay quỷ. Người này ẩn giấu hơi thở, bình tĩnh như biển, hoàn toàn không nhìn ra linh thức sâu cạn thế nào. Và chẳng cách nào biết được trình độ linh thể hợp nhất của hắn. Cao thủ có thể đạt tới cảnh giới phản phát quy chân như vậy không còn nhiều trên đời. Hồng Vũ phải không? Thả cô gái đó xuống đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Hắn bình tĩnh nói, chất giọng như chứa đầy đau thương vô tận. Niệm trảm. Đây là câu trả lời của Hồng Vũ. Ánh sáng trắng trên cây búa lớn đột nhiên sáng lên, một lưỡi dao ánh sáng khổng lồ bay ra. Công kích thình lình không hề khiến người trẻ tuổi hoảng loạn. Hắn đứng yên tại chỗ, mặc cho chiêu đó đánh trúng mình. Con người Hồng Vũ co rút, trong lòng cảm thấy nỗi sợ hãi trước nay chưa từng có. Nếu người trẻ tuổi đó tránh né hoặc đánh bật chiêu này, thì việc gì nàng giật mình đến như vậy? Nhưng hắn vẫn trúng chiêu mà không bị thương chút nào cả. Chiêu này đánh lên người hắn như gió nhẹ thổi qua, không việc gì phải phản ứng, nên có thể coi như không có. Tất nhiên không phải vì chị này từng luyện qua thứ tương tự như cửu dương thần công, chỉ tại vì thực lực của hắn quá mạnh nên tam lực chủ của mặt lĩnh cứ như đứa trẻ không chịu nổi một kích. Đây chính là một trong hai người có thể quyết định thắng bại, dương bài để xoay ngược vận mệnh của Khương Do, Phụng Tiên. Kẻ hèn là Phụng Tiên. Nếu các hạ từng nghe tên ta thì hy vọng có thể cho ta vài phần mặt mũi mà để lại cô gái này. Hồng Vũ đương nhiên đã nghe qua cái tên này, hơn nữa lần đầu nghe tới là gần 100 năm trước. Nếu người trước mắt không phải giả thì đáp án chỉ có một. Phụng Tiên đã đột phá cảnh giới linh thể hợp nhất của loài người, trở thành tồn tại siêu linh thể không thể già đi giống với hồn ma của âm dương giới. Cho nên hắn mới trẻ đến mức như phản lão hoàn đồng. Hồng Vũ hiểu người sống có thể đạt tới mức này thì đã trở thành tồn tại cao hơn loài người và hồn ma. Thực lực của nàng không thể làm lay chuyển nên đừng mong dùng sức đối địch. Cho ta hỏi một chút có được không? Tại sao ngươi biết ta ở đây vậy? Tại sao ta phải để lại cô gái này? Được chứ, bởi vì có một người trẻ tuổi giao dịch với ta. Ta đã đồng ý và cũng đã có thứ mình muốn có. Thế là tại thời gian đã định, địa điểm đã định, ta làm chuyện đã định. Khương Do. Hồng Vũ lập tức biết đáp án. Bởi vì chỉ có một cách có thể chặn đường nàng là trực tiếp nhìn thấy tương lai. Nếu đã rõ thì giao quấy cho ta đi. Hồng Vũ bất lực. Nàng biết cho dù phải liều thì chỉ uổng mạng trước người đàn ông này mà thôi. Ngay sau khi nàng chuẩn bị buông bỏ, lại có một giọng nói xa lạ truyền tới. Người cứ mang cô ta rời khỏi, Phụng Tiên cứ để ta đối phó. Phụng Tiên ngẩng đầu thì thấy một người đàn ông đứng trên không. Người này hắn cũng nhận ra, đó là Thiên Tiếu Cùng Luân số 1, Bắc Dương Thích Khắc Anh. Là ngươi sao? Sắc mặt Phụng Tiên biến đổi,
giờ phút này đầy vẻ bất đắc dĩ. Xem ra, kế hoạch nghịch thiên cải mệnh chỉ là một câu nói mớ. Khương Nho à, hôm nay ta nợ ngươi rồi. Hồng Vũ không nói nhiều, nàng biết nhiệm vụ của mình rất quan trọng nên nhanh chóng biến mất trước tầm mắt hai người. Phụng Tiên, nghe nói ngươi và hắn là quyền thoại trong những người có năng lực linh hồn. Hôm nay cuối cùng có thể gặp mặt một lần. Dường như Phụng Tiên không để ý tới thanh danh của mình mà lại hỏi, vì sao ngươi phải giúp người của mặt lĩnh chứ? Thích Khắc Anh nhếch miệng cười lạnh. Không lâu trước đây, chúng quỷ tướng phát động cuộc tổng tấn công về phía lãnh địa của mặt lĩnh. Nếu hôm nay mặt lĩnh phát động triệu ma trận thành công, thì hơn 2 vạn binh lực còn lại đều đến dân gian. Căn cứ cũ của họ sẽ bị tiêu diệt. Cho dù mặt lĩnh tiên phong đoạt lấy dân gian, nhưng các quỷ tướng sau đó có thể tùy thời thông qua triệu ma trận của mặt lĩnh để đến đây. Mà nếu hôm nay mặt lĩnh thất bại, chắc chắn cũng nguyên khí đại thương. Cho dù chúng quỷ tướng không đánh chiếm được lãnh địa của họ thì vẫn chiếm được không ít chỗ tốt. Sau này, thứ tự 3 thế lực lớn ở âm dương giới phải sắp xếp lại rồi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta, rốt cuộc mục đích của ngươi là gì? Rất đơn giản, Thiên Tiếu Cùng Luân không muốn thấy bất cứ thế lực nào trong 3 thế lực yếu đi, cho nên đành khuấy cho nước càng đục càng tốt. Để duy trì sự cân bằng giữa 3 luồng sức mạnh của âm dương giới sau, quá trà, đây là ý của quỷ dương. Chuyện này không cần phải trả lời ngươi. Hôm nay là cơ hội khó có được. Ta phải xem thử, ngươi có năng lực linh hồn tu luyện hơn 100 năm, lợi hại đến đâu. Dương Hữu bảo vệ Khương Do, thương tích trên người dần dần chồng chất. May mà hắn quen thói hèn hạ, cho dù ở chiến trường chính nhưng vẫn tìm ra vài nơi tương đối an toàn. Mắt thấy trên trời vừa linh bạo vừa phi kiếm, thỉnh thoảng còn có chiêu thức bao phủ kiểu như nước lửa hay sấm sét bùng nổ. Hắn thật sự cảm thấy may mắn khi đến bây giờ vẫn chưa gặp phải kẻ địch mạnh mẽ. Đột nhiên, Khương Nho vẫn luôn nhắm mắt, bỗng mở mắt. Không hay rồi. Sao vậy? Có kẻ lợi hại tới sao? Diên Hữu lập tức nhìn xung quanh với vẻ cảnh giác. Coi bộ hắn sợ gặp phải kẻ lợi hại. Chẳng lẽ tất cả đều không thể thay đổi sao? Diên Hữu hoàn toàn không hiểu lời nói của Khương Nho nên không biết phải trả lời như thế nào. Ngay lúc này, trong chiến trường xuất hiện một màn kinh người. Rất nhiều hồn ma lùi lại. Đúng hơn là hàng ngàn hồn ma bị ép phải lùi lại, mà người ra tay chỉ có một mà thôi. Phía người sơn quỷ cũng ngừng lại để nhìn người thanh niên kia với ánh mắt khó tin. Trên người của hắn không tồn tại linh thức nhưng vẫn gây cho người ta một cảm giác nghẹt thở, mạnh tới mức khiến người ta nghẹt thở. Lữ Bình nhanh chóng nhận ra người đến. Hơn 5 năm trước, hắn đã từng gặp qua và cũng từng nghe hai kẻ tự xưng là sứ giả địa ngục đói. Người này mạnh hơn gấp 100 lần so với chủ Quan Tông hay bất kỳ người nào trong thập điện Diêm Dương. Ngươi là ai? Ngươi vốn không phải là người sơn quỷ. Đến chung thanh dương cũng phải lui lại. Yêu khí và sát khí lớn đến mức đủ để quỷ diệt toàn bộ sự tự tin của hắn. Đây là người thứ hai có thể thay đổi tình hình cuộc chiến. Hắn không phải người sơn quỷ, nhưng không chỉ một lần cứu vớt thế giới. Hơn nữa trước sau vẫn luôn tin rằng mình đang mang một sứ mạng nào đó. Ta tên là Lục Khôn. Ta không biết ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào, nhưng ta khuyên ngươi đừng lao vào dũng nước đục này nữa. Trung Thanh Dương biết đối địch với Lục Khôn không có chỗ nào tốt, nên đành dùng tới một thủ đoạn hạ cấp như là cảnh cáo. Nói rõ hơn chút nữa là hâm dọa. Chỉ có điều đối phương đã dám tới đây thì tất nhiên sẽ không cắn cổ của hắn. Ai quan tâm chứ? Trong mắt Lục Khôn nhanh chóng biến thành màu xanh ngọc. Không khí xung quanh lạnh xuống trong nháy mắt. Quanh phạm vi một cây số trở nên lạnh lẽo như Nam Cực chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. Cái gì vậy? Thằng này rốt cuộc là ai? Dương Ngũ lạnh tới mức nhảy nhót tại chỗ. Nhưng Khương Nho bên cạnh không hề động đậy chút nào cả, ánh mắt lấp lóe bất định. Sự nghi hoặc trong lòng Khương Nho hơn xa bất cứ ai ở đây. Cảm giác áp bức đã biến mất. Bắt đầu từ đây, tương lai không giống với những gì mà ta thấy. Chẳng lẽ
ngươi có thể thay đổi vận mệnh không phải là lục tiên, mà là lục khôn này. Diên Hữu không biết suy nghĩ trong lòng Khương Do. Hắn cho rằng chuyện gì Khương Do cũng biết, nên hỏi lại lần nữa. Này, thằng đó là ai vậy? Khương Do nói, ta không biết. Sự xuất hiện của hắn thay đổi tương lai. Lẽ ra, ngươi sẽ bị Thượng Linh Tuyết giết chết. Sau đó cô ấy sẽ phát động triệu ma trận. Nhưng mà bây giờ ta cũng không biết sẽ ra sao nữa. Nghe đến đây, Diên Hữu liền hoảng sợ. Ngươi nói cái gì? Ta sẽ bị... Hắn chưa nói xong thì trợn mắt rồi ngẩn ra, bởi vì hắn thấy Thượng Linh Tuyết, Hồng Vũ đã cõng nàng ra khỏi một hẻm nhỏ và nhanh chóng đến gần. Trung Thanh Dương chờ một khắc này từ lâu, hắn phát hiện bóng dáng Hồng Vũ còn sớm hơn. Lúc này bóng cười lớn, bộ dạng đắc ý như đã nắm chắc thắng lợi. Linh niệm chuyển thế, Sutra Bitaka. Trung Thanh Dương đột nhiên trống lên tám âm đầy, sau đó hắn nhanh chóng thấp giọng niệm chú. Dường như đây là một loại kinh Phật nào đó. Dù sao thì Diên Hữu cũng không hiểu tiếng Phạn và cũng không có hứng thú nghiên cứu xem gã này đang làm gì. Hắn chỉ lo xông về phía Hồng Vũ để cứu thoát Thượng Linh Tuyết. Nghe Trung Thanh Dương trống lớn, sắc mặt Dư An liền biến đổi. Hắn quát lớn với Lục Khôn, mau cản hắn, không để hắn niệm xong. Ánh sáng trong mắt Lục Khôn mạnh hơn trước, ta sẽ cố gắng hết sức. Nhiệt độ lại hạ xuống lần nữa, đến cả hơi thở cũng đóng băng lại. Những người xâm quỷ trình độ linh thể hợp nhất hơi yếu, không cách nào đến gần trung tâm chiến trường. Những hồn ma tụ tập xung quanh thì cảm thấy nguy hiểm to lớn sắp ập đến. Trong phút chốc gào thét khắp nơi. Luyện ngục trước hôn! Lục Khôn quát một tiếng, trong mắt biến thành màu đỏ như lửa. Một đám sương mù màu trắng đột nhiên bốc lên xung quanh Trung Thanh Dương. Cứ như có một quả bom vô hình vô thanh bùng đổ. Bây giờ Thủy Dân Cô đã trở về. Hắn có thể nhìn thấy nguyên lý của chiêu này. Trong lòng sợ hãi tới mức không thể hơn được. Gần như trong khoảnh khắc trước khi sương mù màu trắng xuất hiện, hắn dần linh lực quát lớn. Diêm La Dương có lệnh, trừ thập điện Diêm Dương, tất cả người săn quỷ mau tránh xa ra. Tiếng la này mang lại tác dụng không nhỏ. Ngoại trừ Khương Do, Diên Hữu và một số ít người ở lại gần đó, những người xâm quỷ khác đều hiểu rõ ý nghĩa của câu này. Nếu bọn họ không đi thì sẽ chết chắc. Cho nên trước khi sương mù trắng lan ra, vô số người xâm quỷ dùng tốc độ nhanh nhất của mình để tản ra. Những hồn ma của mặt lĩnh thì không may đến vậy. Chiêu luyện ngục chiếc hồn này đã biến binh lực của mặt lĩnh thành số hàng chục. Vẫn chưa giải quyết được sao? Lục Khôn nhìn vào trung tâm sương mù, trong mắt lại đổi màu lần nữa, lần này là màu đen. Xem ra không dùng một số chiêu cấm thì không thể giết người ngay lập tức. Thời gian và không gian bắt đầu vặn vẹo, cả thế giới như chìm vào đáy biển. Tất cả mọi người đều cảm thấy động tác của mình trở nên chậm chạp, mà cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ. Dừng tay! Giọng Bi Cha truyền tới. Đã muộn rồi, đừng làm vậy nữa. Lục Khôn ngừng chiêu thức, quay đầu nhìn Bi Cha. Ta không hiểu pháp thuật của người săn quỷ cho lắm. Có phải ý ngươi là hắn đã niệm chú xong và sẽ ra hiệu quả gì hay không? Miêu Cha gật đầu. Hắn, Vô Thúc và Tề Băng vừa chạy tới nơi thì thấy cảnh sương mù trắng trào ra. Những người săn quỷ cùng đến đây chỉ đành đứng ở đằng xa. Thế là Miêu Cha dùng minh động để đến ngăn cản hành động của Lục Khôn. Hắn nói kề bên tai Lục Khôn. Ta không biết giao tình của ngươi và bọn Vincent đến đâu, nhưng mà nếu ngươi dùng chiêu vừa rồi thì sẽ gặp phiền phức, phải không? Lục Khôn nhún vai. Bọn họ đã cho người biết những quy tắc về sự cân đối và lĩnh vực không thể xâm phạm rồi sao? Miêu Gia nói. Không, ta tự đoán được 8-9 phần. Ở bên kia, Dư An không có hứng đến chuyện phím như bọn họ. Lão biết một khi Trung Thanh Dương chịu đựng công kích của Lục Khôn để niệm chú xong thì chuyện này đã vượt khỏi tầm khống chế của mọi người. Trên nóc lầu đằng xa, Khương Do la lớn với Diên Hữu. Đừng qua đó, Diên Hữu! Diên Hữu cứ như không nghe thấy gì, hắn ngăn trước mặt Hồng Vũ, sau đó nói một câu chém đinh chặt sắt. Buông cô ấy ra! Hồng Vũ đeo mặt nạ nên không thể thấy vẻ mặt của nàng lúc này, thế nhưng nàng lại thả Thượng Linh Tuyết trên lưng xuống. Bây giờ mái tóc dài đang che khuất mặt Thượng Linh Tuyết,
cả khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối, mà hình như nàng đã tỉnh lại nên có thể tự đứng được. Linh Tuyết, mau qua đây, ở đó nguy hiểm lắm. Vừa nói, Diên Hữu vừa chạy lên để kéo nàng về. Thượng Linh Tuyết ngẩng đầu lên. Không ngờ nàng lại cười, nụ cười không hề có chút tà khí nào. Vẫn như trước đây, nụ cười xinh đẹp ấy khiến người ta cảm thấy thoải mái như gió xuân thổi qua mặt. Diên Hữu, chào ngươi. Diên Hữu ngẩn ra, hắn không biết tại sao đối phương lại nói ra câu này trong hoàn cảnh trước mắt. Xin tự giới thiệu, ta là chủ nhân của mặt lĩnh, còn về tên, trước đây không có, nhưng bây giờ ta gọi là Thượng Linh Tuyết. Vừa nói nàng vừa bay lên trời. Dưới ánh trăng, khóe miệng trên khuôn mặt thiên sứ khiến lòng người say đắm khẽ nhếch lên. Cứ như thứ đang im lặng chiếu sáng mặt đất không phải mặt trăng mà là nàng. Chuyện này là... Diên Hữu nhìn những thứ xảy ra trước mắt với vẻ kinh hoàng, hắn vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Thuộc hạ là Trung Thanh Dương, xin tham kiến chủ thượng. Bộ dạng của Trung Thanh Dương chỉ có thể dùng từ thê thảm để hình dung. Toàn thân hắn sưng đỏ như đốt củi gặp phải sự cố, khóe miệng vẫn trào máu tươi. Hồng Vũ và tất cả hồn ma của mặt lĩnh đều quỳ gối xuống đất giống Trung Thanh Dương, biểu hiện của sự thần phục tuyệt đối với Thượng Linh Tuyết. Dư An thở dài. Hay, thì ra là vậy. Ta hiểu hết rồi. Kẻ có thể khiến vạn ma thần phục vẫn còn một người. Thủy Ánh Chào thấp giọng hỏi. Năng lực linh hồn của nàng ấy là gì? Trình độ linh thể hợp nhất thế nào? Sắc mặt Thủy Chân Cô chưa bao giờ nghiêm túc như lúc này. Giống như Dương Hữu không nhìn ra. Miêu Gia cũng cảm thấy kinh ngạc trước chuyện này. Lão Quang, lúc ngươi nằm dùng có biết chuyện này không vậy? Quang Du nói. Nói nhảm, thực lực của cô gái này cứ như quỷ dân thứ hai. Nếu ta biết, thì sao chưa chịu nói chứ? Thượng Linh Tuyết mở miệng. Giọng nói êm tai, giờ lại khiến người khác không trét mà trung. Thưa các vị, ta nói ngắn gọn thôi. Chống cự chỉ vô ích. Chuyện các ngươi có thể làm là thần phục. Dùng điệu ôn hòa như đang thuật lại một sự thật. Thái độ thông dong đó khiến nhiều người ở đây cảm thấy quen thuộc, hoàn toàn giống một Dương Hữu khác. Ngươi cảm thấy chuyện này có thể sao? Chỉ có Lục Khôn tỏ ra không chùng bước, thái độ của hắn vẫn như trước. Quỷ ngăn giết quỷ, Phật ngăn giết Phật. Hình như Tiểu Ca Ca sử dụng siêu năng lực rất tự tin. Mặc dù chiêu dẫn đổ diệt độ cao trong hoàn cảnh âm mấy chục độ không tệ. Tiếc rằng ta vẫn chưa để vào mắt. Vậy thì cứ thử xem. Lục Khôn không có ý nhượng bộ. Từ từ đã. Dứt giả lắm Dương Hữu mới leo lên được đỉnh một tòa cao ốc gần đó. Hắn quát lớn. Có chuyện gì vậy? Linh Tuyết, ngươi đang làm gì vậy? À, lại là ngươi. Hình như Thượng Linh Tuyết không muốn nhớ đến sự tồn tại của một người như vậy. Ta thấy rất ổn, trước giờ chưa từng ổn như vậy. Kế tiếp thì phải xem tâm trạng của ta. Có thể ta sẽ giải quyết tất cả những người ở đây, sau đó cho những bộ hạ của ta thả virus linh thể với người phàm để phát động triệu ma trận, thống nhất nhân gian. Ta cũng có thể tự tay giết đủ 10 vạn người, hoàn thành triệu ma trận. Hoặc là ta giết sạch tất cả mọi người trên thế giới này. Dù sao thì nhân gian chẳng có gì thú vị. Nó ngập tràn dơ bẩn và tà ác. Cứ quỷ diệt hết đi cho xong. Đại tiểu thư thật nghiêm túc, chuyện này không dễ làm đâu. Tuy Miêu Gia khôi phục vẻ chán chường, nhưng mồ hôi lạnh thì vẫn chảy xuống từ thái dương. Ngươi đang nói gì vậy? Dương Hữu thở gấp, cảm thấy như đang mơ. Những thay đổi này đến quá nhanh, hắn không tiếp thu kịp. Ha, bộ dạng của người ngốc thật. Thượng Linh Tuyết thở dài. Nhưng sau khi nói ra, nàng lại ngẩng người rồi cười khổ. Dường như ta cũng ngốc đi vì ngươi. Chuyện này không thể tha thứ. Thượng Linh Tuyết giơ tay về phía Dương Hữu, sau đó nắm chặt lại. Thế là
quả tim của Dương Hữu lập tức ngừng đập. Hắn nhận ra cảm giác trước nay chưa từng có, cảm giác linh hồn nát vụn. Hắn cứ thế mà quỵ xuống, ngã úp mặt, dấu hiệu của sự sống hoàn toàn biến mất trong giây mắt. Dương Hữu, quỷ cốc tử! Nhiều người gọi tên hắn, nhưng hắn không nghe thấy được nữa. Cái chết ập đến không cần dấu hiệu báo trước. Nó đột ngột xuất hiện, vô tình mang sinh mạng đi, rồi sau đó chỉ để lại nỗi đau. Thường Linh Tuyết mỉm cười. Giờ này, khắc này, nụ cười đẹp đẽ đó vẫn khiến người ta nghẹt thở. Nhưng không còn gì vẻ đẹp mà là vì nàng khiến người ta cảm thấy lạnh lùng và tàn khốc. Không ngờ, người lại giết hắn. Mặt Miêu Gia khuất sau mái tóc, dao phẫu thuật của hắn chưa bao giờ lóe hào quang sáng chói đến thế. Sao rồi? Hình như các ngươi đều rất tức giận. Thực ra thì tức giận cũng không có ý nghĩa gì cả. Các ngươi rồi sẽ có kết cục như vậy mà thôi. Thượng Linh Tuyết vừa vuốt về mái tóc, vừa nói với trẻ không quan tâm. Để ta tới đối phó với cô ta. Các ngươi đừng có qua. Lục Khôn duỗi tay ngăn mọi người lại. Năng lực của cô ta là chi phối, cùng loại chúa tể của Dương Hữu. Các ngươi không có thắng được đâu. À, không hổ là yêu đồng ngàn năm. Ngươi nhìn thấy ký ức của ta sao? Thái độ của Thượng Linh Tuyết vẫn thông dong như trước. Tiếc rằng năng lực của ta không có tác dụng với ngươi. Ta nhìn thấy trong ký ức của Chung Thanh Chương. Vậy ngươi lấy đâu ra sự tự tin rằng ngươi có thể đánh bại được ta chứ? Lục Khôn không trả lời. Trong mắt hắn biến thành màu đen. Cho dù gặp phải sự trừng phạt của thần thì hắn cũng phải liều mạng vì thế giới này. Ta nói nè Lão Quynh, bất kể ngươi là ai thì ta cũng không thể nhường đối thủ này cho ngươi. Không ngờ giọng của Dương Hữu lại vang lên lần nữa. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn hắn, chỉ thấy hắn trôi nổi trên không. Trông có vẻ tinh thần phấn chấn, như thể người vừa chết là ai khác, không phải là hắn. Ở đằng xa, Khương Gia đột nhiên tỉnh ngộ. Ngươi thay đổi tương lai. À, thì ra, ngươi mới là đúng. Tề Băng chạy đến bên cạnh Miêu Gia. Có phải hắn bị tinh thần phân liệt không vậy? Khóe miệng Miêu Gia co quắp lại. Hình như không phải. Nhìn bề ngoài có vẻ Dương Hữu mà chúng ta quen biết đang sử dụng năng lực chúa tể bản đầy đủ. Sao ngươi lại đến nữa? Hay, quá là một người đàn ông thích dây dưa khó hiểu. Thượng Linh Tuyết lắc đầu với vẻ chán ghét. Có ngon qua đây nói chuyện với ta. Dương Hữu dùng thanh kiếm đen trực tiếp mở một khe nứt không gian. Ở bên cạnh, Lục Khôn thấy vậy thì cau mày, thấp giọng nói. Cái thằng dốc này cũng có thể xé rách không gian. Thượng Linh Tuyết hiểu ý của hắn. Vậy thì cứ làm như mong muốn của ngươi đi. Hai người liền bước vào trong không gian do Dương Hữu mở ra, bỏ lại mọi người ngơ ngẩn trên chiến trường. Lúc này những người có thể chiến đấu bên mặt lĩnh chỉ còn lại mình Hồng Vũ, Chung Thanh Dương và mấy chục hồn ma sống sót. Tuy đều là kẻ mạnh, nhưng cả bọn không phải là đối thủ của Lục Khôn. Có thể thấy chúng đang rơi vào hoàn cảnh tương đối khó xử. Bọn chúng chỉ có thể cố thủ trước cửa chuyện giới. Một trong số những hồn ma này không hề thua kém Thập Điện Diêm Vương. Nếu muốn toàn thân lui qua cửa chuyện giới thì vẫn có thể làm được. Thế là hai bên bắt đầu im lặng cầm cự. Xem ra, thắng bại cuối cùng phụ thuộc vào người đi ra khỏi không gian. Hình như Miêu Gia đang nghĩ tới điều gì đó. Dương Hữu, người khiến ta thất vọng quá đó. Nếu người ngoan ngoãn chấp nhận số phận bị giết, thì sẽ bớt chút đau khổ. Thượng Linh Tuyết mỉm cười, nhưng lời nói ra vẫn rất đáng sợ. Cho dù chết, ta cũng phải chết rõ ràng. Dương Hữu nhìn thẳng vào mắt Thượng Linh Tuyết. Hay... Ngươi muốn nghe thì ta sẽ nói cho ngươi biết. Thượng Linh Tuyết mà ngươi quen đã chết rồi. Qua có thể nói cô ta chưa từng tồn tại. Chẳng phải ngươi đang sống sờ sờ đó sao? Ngươi không hiểu à? Ta chết lâu lắm rồi. Ta không nhớ mình đã chết bao nhiêu năm. Không nhớ khi mình còn sống là ai, tên gì. Thậm chí vì sao trở thành quan hồn cũng không nhớ nổi. Nhìn từng ngày, từng giờ trôi qua, ta không biết tại sao mình vẫn còn ý thức. Vì sao ta không tiêu tan trong gió?
Trong lúc không hay không biết, ta trở nên mạnh mẽ đến mức khiến người ta sợ hãi. Có lẽ là do thiên tính của phụ nữ. Đến một ngày nọ, ta cảm thấy cô độc nên đã gia nhập một tổ chức gọi là Mặt Lĩnh. À, nói mới nhớ, không biết con quỷ nhỏ Chung Thanh Dương lúc đó đang ở đâu, mà chủ nhân Mặt Lĩnh bây giờ bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước thực lực của ta, lo rằng có một ngày nào đó ta sẽ chiếm lấy vị trí của hắn. Hắn nghĩ cách loại trừ ta, làm mất quyền lực, còn tính kế diệt trừ hồn phách của ta nữa. Buồn cười thật, tại sao đi tới đâu ta cũng cô độc như vậy chứ? Ta chỉ có thể giết hắn để trở thành chủ nhân mới của Mặt Lĩnh. Thế thì tất cả mọi người đều sẽ nghe lời ta. Ta sẽ không còn cô độc nữa. Đúng không nào? Nhưng mà rõ ràng ta đã lầm. Người sợ ta thì vẫn sợ ta. Ta vẫn không thay đổi. 20 năm trước, ta mệt mỏi. Làm chủ nhân của Mặt Lĩnh không còn thú vị nữa. Ta muốn tới nhân gian. Thế là ta nói cho Chung Thanh Dương và Hồng Vũ. 20 năm sau, ta sẽ ở nhân gian phát động triệu ma trận. Ta giao lại Mặt Lĩnh cho bọn họ. Sau đó dứt bỏ phần lớn linh lực để sử dụng pháp thuật chuyển thế. Chỉ có tu vi của ta hoặc quỷ dương mới dùng được pháp thuật này thôi, mà cái giá phải trả là mất đi gần một nửa thực lực của mình. Đương nhiên, quỷ dương sẽ không làm chuyện này. Ta thì không để ý. Chính vì người phàm không thể chịu nổi linh hồn của ta nên đành phong ấn ký ức. Mãi cho tới hôm nay, toàn bộ ký ức của ta đã trở về. Ta không còn là Thượng Linh Tuyết ngày nào mà người quen biết đâu, mà chỉ là một hồn ma trùng sinh. Quả nhiên, cảm giác còn sống vẫn tốt lắm. À, ta hiểu cả rồi. Dương Hữu, cất vũ khí đi. Làm ta sợ hết hồn, thì ra là như vậy. Thượng Linh Tuyết vẫn mỉm cười như trước. Trong khoảnh khắc sắp chết, ngươi dùng đến năng lực chúa tể. Đó là thứ sức mạnh duy nhất có thể chống lại ta. Đối với ta, ngươi là một sự quy hiếp. Nên bây giờ, ta vẫn phải giết ngươi. Ê, cái này thì không được. Sao lại không được? Nàng nhìn không được, mà bật cười thành tiếng. Ngươi ngốc như vậy sao? Chẳng lẽ ngươi đó không được là không được sao? Việc gì ta phải nghe lời ngươi chứ? Đương nhiên là phải nghe lời rồi. Vì tình yêu. Dương Hữu, ngươi đúng là đồ ngốc. Cô gái mà ngươi yêu trước giờ chưa từng tồn tại. Ký ức 19 năm nay chỉ là một giấc mơ của ta. Bây giờ thì ta đã tỉnh lại rồi. Ngươi còn nói dám để làm gì chứ? Đó là vì ngươi vẫn còn sống. Sống sờ sờ trước mặt ta. Chẳng qua có thêm một chút ký ức mà thôi. Thượng Linh Tuyết vẫn là Thượng Linh Tuyết. Người đang nói khùng điên gì đó. Thượng Linh Tuyết không mỉm cười nữa, nàng đã tức giận. Lý trí nói cho người biết mình phải làm gì, nhưng mà linh hồn không thể thay đổi theo ký ức. Có lẽ thứ trong đầu sẽ chìm trong quên lãng. Song thứ kỳ nhớ trong tâm hồn thì không thể tan biến, nó vĩnh viễn đều bám linh hồn ngươi. Ta hoàn toàn không hiểu người đang nói gì. Người không nhớ mình đã chết bao nhiêu năm, không nhớ được tên của mình, nhưng mà người nhớ được cảm giác cô độc. Mấy trăm năm rồi, mấy ngàn năm trôi qua rồi, những thứ mây khói kia quá thì không còn đáng giá nữa. Ta nghĩ người phải hiểu rõ điều đó hơn ta chứ. Lại qua mấy trăm năm nữa, người sẽ quên đi khoảng thời gian của 19 năm này. Người quên đi tên của mình, người quên đi tên của ta. Nhưng mà tâm hồn ngươi vẫn nhớ một sự việc rằng nó đã từng yêu một người. Nhảm nhí! Ngươi không được nói nữa. Thượng Linh Tuyết dùng tay một cái, cả người Dương Hữu bị ném bay đi, sau đó nặng nề rơi xuống trước mặt nàng. Nàng đặt lên trán Dương Hữu, hồn phi phách tán mới có thể khiến người ngậm miệng, có phải không? Nếu mà ngươi nói đúng thì ta sẽ không giết ngươi. Nhưng vừa rồi ta đã giết ngươi một lần. Bây giờ ta không do dự lấy đề tính mạng của người đâu. Dương Hữu hừ lạnh một tiếng, khuôn mặt của hắn vẫn nở nụ cười lạnh, dáng vẻ kiêu căng đáng đánh đòn. Giết đi, ta sẽ không hận ngươi đâu. Rồi ngươi sẽ phải trả giá cho những chuyện mà mình làm. Dương Hữu như muốn nhắc nhở nàng điều gì đó.
Thường Linh Tuyết tức giận đến mức mặt mũi đỏ gay. Biết rằng lúc này mình đã thất thố lắm rồi. Cũng vì biết nguyên nhân nên nàng mới căm tức. Tốt, ngươi làm tốt lắm, Dương Hữu. Ta vốn chỉ muốn hành hạ thể xác để ngươi không cười được. Nhưng mà bây giờ ta nghĩ đến một cách tốt hơn. Nàng lại mỉm cười. Dương Hữu vẫn ra vẻ heo chết không sợ nước sôi. Ta đánh không lại ngươi, nên ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi. Ta muốn để ngươi sống. Sống để chứng kiến lý luận về linh hồn của ngươi đều là những thứ nhảm nhí. Vừa nói nàng vừa sử dụng năng lực linh hồn. Ta sẽ xóa sạch tất cả ký ức của ngươi về ta. Trong cuộc sống của ngươi trước giờ chưa từng xuất hiện Thượng Linh Tuyết. Dương Hữu bình tĩnh cười nói. Không sao cả, ta sẽ không quên ngươi. Nực cười. Ngươi cứ đeo theo tình yêu và sự tự tình ngu ngốc của ngươi để sống tiếp đi. Ánh sáng bùng lên giữa các kẽ ngón tay của Thượng Linh Tuyết. Dương Hữu trợn mắt, rất nhiều cảnh tượng lướt qua rồi sau đó biến mất vĩnh viễn. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn đã quên đi tất cả ký ức liên quan tới Thượng Linh Tuyết. Ngươi có nhận ra ta không? Thượng Linh Tuyết hỏi. Dương Hữu ngồi trên đất, ngẩng đầu nhìn người trước mặt của mình. Ngươi là ai? Thượng Linh Tuyết cười điên dại. Dương Hữu ngơ ngẩn nhìn nàng, thấy người xa lạ này, hắn khóc nhưng không biết tại sao. Thượng Linh Tuyết cũng chú ý đến việc hắn rơi nước mắt. Biết tại sao người khóc không? Gạt nước mắt, Dương Hữu lắc đầu. Bởi vì những lời ngụy biện của người rất thích hợp với người. Bởi vì linh hồn của người biết mình đã quên đi chuyện rất quan trọng là linh hồn của người đang khóc. Nàng lại bắt đầu cười xuồng xả. Có lẽ nỗi đau lớn nhất trên đời này là việc bạn đang đau khổ nhưng mà không biết tại sao. Tiếng cười của Thượng Linh Tuyết bỗng ngừng bặt. Nàng nếm phải một thứ mùi vị mặn đắng và ướt át. Vì sao? Vì sao lại thế này? Nàng bối rối đứng đó. Nước mắt nóng hổi không ngừng trào ra khỏi khóe mắt rồi chảy dài trên đôi gò má ửng đỏ. Không thể nào! Không thể nào! Nàng cho rằng mình phải vui vẻ, nhưng linh hồn nàng lại đang khóc. Nàng không muốn thừa nhận, xong lại không thể không thừa nhận mình cũng đau khổ như Dương Hữu. Đi ra rồi. Ai sẽ thắng đây? Người ra khỏi vết đất không gian là Thượng Linh Tuyết. Trung Thành Dương và những hồn ma của mặt lĩnh như được đại xá, bọn chúng đã thắng. Thắng trong cuộc đại chiến này, quyền thống trị nhân gian chỉ cần thò tay ra là tới. Dương Hữu tựa vào vai Thượng Linh Tuyết, dường như hắn chỉ hôn mê chứ chưa chết. Về đi, Trung Thanh Dương, Hồng Vũ, các người trở về hết đi. Chủ thượng, thuộc hạ không rõ. Quả thật, Trung Thanh Dương không hiểu. Các quỷ tướng vẫn đang công kích lãnh địa của chúng ta. Các ngươi trở về đi. Hôm nay tới đây là dừng. Giọng điệu của Thượng Linh Tuyết vẫn bình tĩnh. Trong lúc nhìn tia nắng ban mai ở hướng đông, và nước mắt chưa khô vẫn ẩn hiện trên mặt của nàng. Trung Thanh Dương không dám tin vào những gì mình nghe. Chủ thượng, chỉ cần bây giờ giải trừ quỷ cảnh và thả virus ra, dựa vào năng lực của chủ thượng, chúng ta có thể đạt được tất cả điều kiện của triệu ma trận. Hồng Vũ ngăn cản hắn. Trực giác của phụ nữ nói rằng nàng biết một số chuyện mà người khác không biết. Tổng đường chủ, đi thôi. Phía người sân quỷ cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Toàn bộ ngẩn ngơ tại đó. Thứ duy nhất có thể khẳng định là trận chiến này đã kết thúc. Không người nào phải đổ máu nữa. Lúc này bạn học cũ Tề Băng vẫn là người bước lên đầu tiên. Hắn đến bên cạnh Thượng Linh Tuyết rồi hỏi. Ngươi vẫn là Thượng Linh Tuyết sao? Thượng Linh Tuyết cúi đầu. Hắn nói đúng. Ta vẫn là ta. Ta cho rằng khôi phục ký ức thì có thể dứt bỏ mọi thứ trước mắt, phủ định tất cả tình cảm trong kiếp sống ngắn ngủi này. Ta sai rồi. Ta làm tổn thương hắn. Làm chuyện như vậy đối với hắn. Bây giờ, ta
ta và hắn không thể trở lại như trước đây được nữa rồi. Hãy để hắn vĩnh viễn quên ta đi. Đây chính là sự trừng phạt dành cho ta. Chuyện rồi sẽ đi đến đâu? Liệu còn có các bí ẩn nào cần khám phá hay không? Hoài Quang cùng website sởvete.com sẽ kể tiếp cho các bạn ở quyển sau nhé.